Ban Y tế Trung Quốc, tính đến sáng 29 tháng 1 năm 2020, số người chết vì viêm phổi Vũ Hán do chủng virus corona mới gây ra đã tăng lên 132 người với 840 ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là nơi được cho là xuất phát của virus corona mới. Cơ quan chức năng xác nhận tổng số người nhiễm ở Trung Quốc đại lục hiện đã lên tới 5.496 ca, cao hơn đại dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng xảy ra năm 2003, khiến hơn 600 người tử vong trên thế giới. Chuyên gia Lý Hương Vượng tại Bệnh viện Địa đàn Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho rằng virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể lây nhiễm ở khoảng cách 2 mét thông qua mắt hoặc các vùng niêm mạc. Mặt khác, ông nói rằng một tuần là đủ để bệnh nhân chữa hết các triệu chứng của virus corona mới. Trong khi đó tại Hồng Kông, giáo sư Viên Quốc Dũng của Đại học Hồng Kông ngày 28 tháng 1 cho biết các nhà khoa học của đặc khu này đã phát triển được vaccine cho bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới gây ra nhưng cần thời gian để thử nghiệm. Giáo sư Viên nói sẽ mất vài tháng để thử nghiệm vaccine trên động vật và ít nhất một năm để thử nghiệm lâm sàng trên người trước khi có thể được đưa vào sử dụng. Nếu được thử nghiệm thành công, loại vaccine này sẽ là lời giải cho dịch bệnh đang khiến cả thế giới hoang mang này. Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin, Bệnh viện Đông Thượng Hải thuộc Đại học Đồng Tê đã phê chuẩn một dự án phát triển vaccine chống virus corona mới. Vaccine sẽ do bệnh viện và công ty công nghệ sinh học Stamina Therapeutic ở Thượng Hải phát triển. Lãnh đạo công ty này tuyên bố, mẫu vaccine mới sẽ được sản xuất không quá 40 ngày và sẽ được thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng sớm nhất có thể. Trong một diễn biến liên quan, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 28 tháng 1, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Adhanom Ghebreyesus đã thảo luận về cách bảo vệ người Trung Quốc lẫn công dân nước ngoài tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới gây ra. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình nói, virus là ác quỷ và chúng tôi không thể để ác quỷ ẩn náu. Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và hoan nghênh sự tham gia của WHO trong phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi tin rằng WHO và cộng đồng quốc tế sẽ đưa ra đánh giá bình tĩnh, khách quan, phù hợp về virus corona mới. Trung Quốc tự tin sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Chính quyền Trung ương Trung Quốc kêu gọi minh bạch trong xử lý khủng hoảng sau khi những quan chức ở Vũ Hán bị lên án, che đậy thông tin, trì trệ trong công tác xử lý dịch bệnh. Trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus corona mới, chính quyền Trung Quốc cô lập 3 thành phố và tạm dừng giao thông công cộng ở 10 thành phố trên khắp đất nước. Sự lây lan của chủng virus corona mới không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người, mà còn gây ra những thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu. Chứng khoán toàn cầu giảm, giá dầu chạm mức thấp nhất trong 3 tháng và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2020. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về những thiệt hại cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau khi chính quyền Trung Quốc ban hành các lệnh cấm du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đóng cửa nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có Tử Cấm Thành.